Bác Sản Đất Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe và công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi bên em một căn biệt thự với ngang là 22, chiều sâu là 36 nha. Đặc biệt á, căn nhà mình thì có thổ cư là 200 mét vuông nha. Vị trí đây là ở ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cẩy Bè, tỉnh Tiền Giang. Cái hướng căn nhà mình ở đây là hướng đông nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Căn biệt thự mình anh chị cách quốc lộ 3 này là khoảng là 70 mét anh chị ha. Cái hướng trước màn hình mình á, là hướng đây là về Vĩnh Long, Cần Thơ chị ha. Còn cái cầu trước mình á, là màn hình mình á, là cầu An Cư. Còn cái hướng ngược lại anh chị đi hướng về thành phố Mỹ Tho là khoảng là 22 km anh chị ha. Còn nếu chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh á, cứ tính từ bến xe miền Tây chị ha, về tới căn nhà mình cần mua là 90 km là tới chị ha. Đây là cái vị trí này chị ha. Ở khu vực chỗ em đứng đây nè anh chị, nhà máy gạo nè, rồi kinh doanh buôn bán rất là tấp nập chị ha, rất là sung túc nha chị ha. Từ vị trí này em sẽ đi vô đường xe máy anh chị. Đây, cái đường này nhỏ thôi, đó vô khoảng 70 mét là tới chị. Có 200 thổ cư trên căn nhà mình nha anh chị. Ở trong đây thì đường này là đường công cộng, đường thông anh chị ha. Nhà mình mua có thổ cư rất yên tâm anh chị ha. Một nhà này là chủ đang ở luôn chị. Nhà rất là to anh chị ha. Rất tiếc là đường xe máy thôi chị ha. Này được đường ô tô nó rất là tuyệt vời. Ở trong đây thì yên tĩnh rồi anh chị. Còn ở quốc lộ hơi ồn ào xíu chị ha. Được cái đại dân cư đông. Ở đây thì có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Đây nhà cửa cho hàng xóm nè, kế bên nhà căn nhà mình anh chị, thấy không? Rất là đông đúc. Cái này là mình mua về là không cần tu bổ hay sửa chữa gì hết chị ha. Là mua mình dọn vô mình ở thôi anh chị nha. Rồi, tới đây rất là rộng rồi chị ha. Rồi mình đã tới vị trí căn nhà biệt thự anh chị ha. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây cái ranh anh chị, bên ta phải màn hình em chỉ nè, góc tường anh chị ha. Chiều sâu bên đây là 33 mét anh chị ha, còn chiều sâu bên tay trái mình nó là 36 mét nha. Đây cái cổng làm rất là chắc chắn kiên cố anh chị. Cái cổng này là thì mốt làm cái đường đan ô tô á, thì vô rất là thoải mái nha. Hiện tại thì nhà nước chưa mở rộng, hiện tại đường xe máy thôi. Hai cái cổng làm ốp gạch rất là chắc chắn chị ha. Đây quay vô cho chị xem. Rồi để em chỉ ranh bên trái luôn, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà nha anh chị. Cái đường này là đường thông công cộng nha anh chị ha. Hiện tại thì chủ cũng đang cần tiền chị, trong lúc làm ăn khó khăn quá nên mới bán chị ha. Tâm huyết của gia đình nên giờ phải bán thôi chị, để mình giải quyết tiền bạc rồi chị ha. Và đây thì có mấy cái màu chị ha, màu trước cửa nhà của dân kế bên. Còn của mình thì không có chị ha, trong nhà mình không có gì hết. Đây bên tay trái nè chị, có xây bức tường lên là 3 mét anh chị ha. Ở đây gạch bên tay trái nha. Rồi để em quay lại cái mặt tiền 22 mét một lần nữa cho chị xem. Đó, cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng anh chị. Từ quốc lộ vô chỉ có 70 mét thôi, khá là gần nha chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà để cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Đây em đã vô tới bên trong sân rồi anh chị. Trước tiên sẽ quay góc bên ta phải trước. Đây là có một cái đường ra phía sau nhà anh chị. Đó, có cái chỗ mình để xe máy ở khu vực phía sau anh chị ha. Đó, em dẫn cái phía sau.
tại vì cái căn nhà biệt thự đây á, thì chủ làm rất là cao đó chị ha, thấy không, rất là cao, tại nhà để xây để ở và kinh doanh buôn bán chị ha. Rồi để ông quay không gian rộng cho chị xem nè, đây nhà rất là đẹp anh chị. Rồi em sẽ chỉ cái bên hông bên tay trái rồi em sẽ vô căn nhà nha anh chị. Ở đây thì trước sân thì chủ có trồng một số cây kiểng mai vàng và một số kiểng ha, rất là to anh chị ha. Đây tại chỗ đang làm cái chậu rồi nè, chuẩn bị đặt cái gốc kiểng vô đây nữa nè. Ở bên hông nhà mình ở đây thì có cây sồi, cây dừa anh chị ha. Tôi cao cho chị xem nè. Sồi rất là to anh chị. Hiện tại đang có trái luôn chị ha. Đây thì chủ làm một cái kho đó để mấy đồ đạc ở khu vực này anh chị. Đây chủ để hai cái mai vàng. Đó. Đó, trước cửa nhà nó chị rất là đẹp ha. Hiện tại thì qua Tết rồi thì bông nó cái giờ nó cũng rụng hết rồi chị ha, không còn bông. Đó, gia chủ cũng cũng ốp gạch lên tới thạch cao luôn chị. Ở bên trong đây thì có hai lớp cửa ha. Rồi. Đây là lớp cửa, đây là cửa kéo, còn bên trong một cái cửa cường lực nữa chị ha. Rồi em xin mời chị vô trong nha. Đây là không gian phòng khách nè chị. Ở bên trong đây á, em thấy cửa sổ bên tay phải rất là rộng, rất là thông thoáng anh chị ha. Rồi để quay cao cho chị xem. Ở trên trần á, thì chủ gắn đèn bi, đèn kiểu rất là đẹp anh chị ha. Toàn bộ căn nhà biệt thự đây á, thì chủ á, là gắn kêu mà thạch cao hết anh chị, không có đóng lập phong anh chị ha. Đây là không gian phòng khách khá là rộng rãi nha. Rồi mình qua cái không gian ở đây chị ha. Đây thì có bộ ghế rất là đẹp anh chị. Đây đồ đạc để rất là nhiều ha. Thì nhà thì chủ đang ở mà chị ha. Đây cái này là bắt đầu gỗ rất là đẹp, rất là chắc chị ha. Đây điêu khắc nè chị ha, rất là đẹp. Thì chủ tặng một ít nội thất cho mình ha, còn một ít đó là chủ sẽ bán cho mình nếu mà mình có nhu cầu mình mua thôi chị ha. Đây để quay không gian rộng cho chị xem. Rồi em xin mời chạy ha, giờ mình đi vô bên trong phòng ngủ rồi phía sau nhà mình tham quan tiếp anh chị ha. Khu vực này đó thì gia chủ cũng thiết kế mấy cái đồ trưng bày đó. Đây thì có ba ông, đây là Phúc Lộc Thọ chị ha, và ở đây một số mình có thể mình trưng mấy gù tây hay là mấy cái bông ở đây cho nó đẹp anh chị ha, không gian cái căn nhà của mình. Căn nhà đây thì chủ ốp gạch lên là cao khoảng là 1m2 chị ha. Đây là phòng thứ nhất nè, hiện tại chủ đang ở trong phòng này không có quay bên trong được chị ha, quay mấy phòng khác nhanh chị. Là phòng thứ hai, cái mà thợ đề nhà phòng rất là nhiều chị ha. Mỗi phòng ngủ anh chị thì đều có cái cửa sổ hết anh chị nha. Còn đây là không gian chỗ nhà vệ sinh, nhà tắm anh chị. Đây là cái lavabo mình đánh răng rửa mặt nha chị ha. Không gian nhà tắm, nhà vệ sinh đó chị, bên trong rất là rộng rãi chị ha, rất là thông thoáng nha. Cũng có máy nước nóng lạnh, có vòi sen tắm đầy đủ hết. Ở trên thì cũng có cái chỗ thông gió chị ha.
Cái căn biệt thự mini này á, thì thiết kế phòng rất là nhiều, không gian rất là rộng nha anh chị. Đây là không gian phía sau nè anh chị. Bất động sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất giường hay đất mẫu á, thì liên hệ bên em số điện thoại màn hình nha. Em sẽ ký gửi bán nhanh giùm cho cô chú và anh chị ha. Đây là phòng ngủ nữa anh chị ha. Đây trong phòng ngủ cũng gắn camera, có máy lạnh đầy đủ hết, cửa sổ chị ha. Đây có tivi. Em thấy cái vị trí này rất là đẹp chị. Thứ nhất là gần quốc lộ A đó, chỉ có là 70 mét thôi nè, mà khu đây đó thì rất là sung túc, kinh doanh buôn bán rất là tấp nập. Còn cái thứ hai đó, thì căn nhà mình đó thì có thổ cư là 200 mét vuông nha. Và cái thứ ba thì đây là gần chợ, gần tiện ích đó chị, mình đi khoảng là một cây rưỡi số là tới chị ha. Đây là không gian bếp nấu ăn, để bắt cái đèn cho sáng chị ha, không có đèn hay tối. Đây không gian bếp nấu ăn thì em thấy rất là rộng, rất là thông thoáng chị nha. Ở trên thì cũng có chủ thiết kế mấy cái hộc nè, rồi ở dưới cũng có luôn đó, mình để nồi ơ chén bát ở dưới cho nó gọn gàng chị ha. Đây trước màn hình mình có cửa sổ rất là rộng đó chị. Còn kế bên đây là cái tủ lạnh đó. Rồi để ông ra cái không gian phía sau nha. Wow, đây không gian phía sau này chị ha, có mấy tủ nhôm rồi để quần áo khu vực này đó, rất là rộng rãi chị. Đây thì rửa chén bát khu vực này luôn chị ha, có máy nước lọc nữa nè. Anh em thấy hai cái tủ chén rất là rộng chị ha, tủ chén bằng nhôm anh chị. Còn đây là nhà vệ sinh, nhà tắm nữa anh chị ha. Đây để quay vô cho anh chị xem. Nhà tắm, nhà vệ sinh này á, thì gia chủ thiết kế là ốp gạch lên tới trên trần luôn, rất là cao. Đây là bên trong nè chị ha, cũng có là bô đánh răng, rửa mặt, gương đầy đủ hết nè chị. Rồi mình đi ra không gian phía sau mình tham quan chị ha. Đây phía sau đây thì gia chủ cũng xây lên bức tường là khoảng 2 mét đó chị ha. Đây một cái sàn nước nữa nè ở phía sau nè. Còn ở trên đó thì gia chủ có thiết kế một cái bồn nước rất là lớn, khoảng 1.000 lít anh chị. Đây quay cao cho chị xem. Rồi để đây tạm dừng video ha. Anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái căn biệt thự mini này thì liên hệ bên em số điện thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Với ngang là 22, chiều sâu là 36 ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em để có động lực quay những video mới tìm đất, tòa nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.